Các bạn, hello mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cây này. Thì cây này á thì rất là phổ biến với tất cả mọi người rồi. Và cái cây này thì mình nói sơ qua về cái đặc điểm của nó, về tác dụng, ý nghĩa của nó. Thì cái cây bạch mã này thì cây thuộc cây thân thảo và có nguồn gốc từ các nước châu Á nha các bạn. Thì nó thuộc từ các nước châu Á này. Còn ở Việt Nam thì mọi người có thể dễ bắt gặp cái cây này ở các vùng miền mà chúng dễ thích nghi, dễ trồng và chăm sóc. Đó. Thì cái bạch mã hoàn tử này thì dáng nó rất là thẳng đứng như thế này, và chiều cao thì khoảng 40 đến 80 cm và hơn 100 cm. Cây cao to đó. Và trung bình thì cái tán lá của nó rộng khoảng từ 35 50. Đấy, rất là to. 35 50 cm đấy. Thân cây thì màu trắng và có cái lá của nó thì hình lá bầu dục, mọi người thấy rõ không? Đây, đây, đây. Đây. Mọi người thấy rõ. Đây. Thì và cái lá của nó nhọn, nó ở phần đầu như thế này, có màu xanh lơ vàng và có thường có gân đường màu trắng ở trên lá ở đây này, gân đường màu trắng. Mọi không biết có mọi người thấy rõ không? Đây, để mọi người xem rõ. Đấy, để mọi người xem rõ nha. Cái hoa của cây bạch mã hoàn tử này thường có màu trắng và lẫn với cả màu vàng. Thì chúng nó thường chụp lại với nhau, đồng thời thì được bao bọc ngoài ở là mô hoa trắng tinh. Cái thân nó trắng tinh ngọc như thế này đó, thân nó trắng tinh mọi người ơi, trắng tinh luôn này, thấy không? Đồng thời thì cây thuộc dạng dễ trùng và có màu trắng ngà và thường lan rộng thành bụi lớn. Đây còn được biết đến là loài cây mà ưa bóng mát và thường được trồng trong nhà hay văn phòng. Công dụng là lọc không khí và tạo điểm nhấn cho không gian xanh. Về ý nghĩa phong thủy thì cái cây bạch mã này thường với vẻ ngoài sang trọng thanh lịch và hướng tới cây thẳng tắp như thế này thì mang ý nghĩa cho sự tiến tới, vươn lên và gặp nhiều may mắn nhá. Gặp nhiều may mắn và thăng tiến trong sự nghiệp và thuận buồm xuôi gió, hanh thông trong mọi việc. Cây còn mang lại cái sự thư thái, quyết đoán và may mắn trong cuộc sống trong mỗi công việc này. Chính vì ý nghĩa tốt đẹp và tích cực ấy thì đã được nhiều người chọn để làm cây trang trí trong nhà. Vậy để biết thêm thông tin hoặc là để biết thêm cái vị trí để đặt ra cái cây này cho phong thủy thì hãy theo dõi cái phần tiếp theo đây. Tác dụng của cây bạch mã thì cây ưa bóng mát này, ưa râm này, nên thường được trồng ở trong nhà làm cây trang trí, mang lại tích cực cho gia đình chúng ta. Thì như mọi việc trang trí cần phải đi đôi với cả vấn đề phong thủy thì mọi người chỉ cần đặt cây này dưới nền đất, và đồng thời bạn nên đặt hai chậu cây ngay lối cửa ra vào, hai chậu trước hiên nhà hoặc là sảnh văn phòng, và vài chậu ở góc phòng. Hơn thế nữa thì bạn có thể đặt cái cây này ở phía đông để được hấp thụ những ánh sáng tự nhiên và đem đến cho cái cây nguồn tích cực, may mắn cho gia chủ chúng ta đấy, và giúp cho cây của mình dễ dàng quang hợp hơn. Đấy. Thì mọi người hay hỏi là cái cây bạch mã này có độc hay không ấy. Thì mình xin trả lời các bạn là theo trường đại học của Mỹ
thì cái cây này, cây bạch mã này có chứa tinh thể canxi oxalat để gây ra những kích ứng về da, lưỡi và họng đó cho con người. Thì do đó mà nhiều bạn trẻ nhỏ cần phải chú ý và cẩn thận. Nếu các trẻ nhỏ mà ăn nhầm cái cây bạch mã hoàn tử này thì bạn cần đưa trẻ ra tới bệnh viện ngay để có thể hạn chế những tình trạng dị ứng cho trẻ đó. Ngoài về ý nghĩa phong thủy thì cái cây bạch mã này hợp với cả tuổi nào? Thì cái cây bạch mã này theo phương diện phong thủy thì cây mang đến cho mình những điều may mắn này, nguồn năng lực tích cực cho những người có mệnh hỏa hay là mệnh mộc. Tuy nhiên thì nhiều loài loài cây này cũng không xung khắc với những mạng còn lại, nên cây này sẽ mang đến may mắn cho bất kỳ ai sở hữu được cái cây này trong nhà của mình. Về cách trồng và cách chăm sóc của cây bạch mã thì về phương pháp trồng đất như thế này ấy. Phương pháp trồng đất này thì về kỹ thuật trồng thì đầu tiên thì về đất trồng bạn nên chọn đất tơi xốp đấy, nhiều chất dinh dưỡng và có độ thoáng nước. Tốt nhất thì bạn cần phải trộn vào đất đất trấu đấy, phân chuồng hay là xơ dừa để tăng thêm cái độ dinh dưỡng ở trong đất. Tiếp theo thì bạn chọn những cây mẹ khỏe và không có sâu bệnh nữa. Và về về và kế tiếp thì bạn tách một phần từ cây con, à một 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 phần cây con từ cây mẹ, sau đó rửa sạch đất và phần rễ cây con và bạn cho vào trong cây con vào lỗ đất và được đào trước trong chậu. Tiếp đó bạn lắp rất kín rễ và tưới cây phần tưới nước vào phần đất để cung cấp độ ẩm. Về kỹ thuật chăm sóc thì thường trồng bằng bóng rơm và nên thỉnh thoảng để cây ra ngoài nắng ấy, thì sẽ dễ dàng hơn. Và đồng thời thì cây loài cây này ưa nước nên bạn cần phải tưới nước thường xuyên 2-3 lần một tuần, nhưng lưu ý là không nên tưới trực tiếp lên lá cây vì có thể gây úng lá. Rồi. Đẹp quá mọi người ơi. Đó. Về nhiệt độ phòng thì bạn có thể để ở chế độ từ 15 à 18 đến 24 độ C để cây được sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Đó. Ngoài ra thì bạn cần bón phân một lần một tháng và cần lau sạch lá bụi trên cây để có thể sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Đó. Về mua cây bạch mã này ở đâu và giá bao nhiêu thì ở showroom 39 cây đời của ở showroom 39 cây đời thì hiện tại đã có sẵn hàng đó, thì các bạn có thể qua đây để mà mình mua cây này để được sở hữu cái cây bạch mã hoàn tử. Bạn có thể qua showroom cây đời để bạn mua. Nếu như bạn không có nhiều thời gian để di chuyển thì bạn có thể mua ở các trang mạng của showroom Facebook, TikTok hay là YouTube hay là trên trên Zalo ấy. Bạn có thể nhắn tin cho mình để mình hỗ trợ các bạn nhé. Đó. Và cái giá của cây bạch mã hoàn tử này có thể dao động từ 300 à 200 đến 300 tùy thuộc vào cái kích thước cây. À. Có thể từ 200 đến 300 mà tùy vào kích thước của cây nhé. Và hiện tại thì cái cây này ở showroom của mình khá là rẻ, là 180.000 cho một cái cây to bự như thế này. Lá xum xuê luôn đó.
Showroom cây đời đã gửi đến cho bạn những thông tin về cây bạch mã hoàng tử này. Nếu bạn yêu thích thì những loại cây mà phong thủy thì có thể tìm hiểu về cây bạch mã này nhé.